Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bếp Cô Minh. Lần này thì vào Bếp Cô Minh, các bạn sẽ cùng làm món bánh khoái nha. Khi nhắc đến bánh khoái thì ai cũng biết chắc đây là một món của người miền Trung rồi. Với nguyên liệu ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy là khá là nhiều và mình cũng sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn một tí xíu. Khi nhắc đến những cái món của người miền Trung hay là của người Huế thì sẽ thấy được cái sự tỉ mỉ, tinh tế ở trong mỗi món ăn. Khi nhắc đến bánh khoái thì ai cũng thấy nghĩ là nó giống cái bánh xèo của người miền Nam hay là giống cái bánh xèo của người Phan Rang, Phan Thiết. Nhưng mà thật sự thì nó sẽ khác. Trước tiên để làm món bánh khoái thì mình cần đến đó là bột gạo nè, bột năng nè, gan, tôm, thịt, rồi thịt xay, tương bần, rồi các loại gia vị cũng như là các loại rau. Trước tiên thì mình sẽ phải ngâm bột trước. Thì bột ở đây mình sẽ lấy là bột gạo lọc, chứ mình không sử dụng những loại bột khác. Còn nếu không thì mình sẽ phải xay ngâm giống như là bột gạo của người miền Nam. Nhưng mà cái bột gạo mình sẽ phải pha nó đặc hơn, chứ nó không loãng giống như là bột gạo của người miền Nam mình. Rồi mình sẽ cho bột gạo lọc vô đây. Thì tỷ lệ bột ngày hôm nay mình đang sử dụng là 250g bột gạo. Thì mình sẽ cho vô là một muỗng canh bột năng đầy. Mình không có bột năng thì mình cũng có thể cho bột bắp cũng được nha. Một muỗng canh đầy thì nó tương đương khoảng từ cỡ 20 đến 25g. Và lượng nước mình cho vô đây là khoảng từ cỡ 350 cho đến 400ml nước ấm. Mọi người nhớ là mình sử dụng nước ấm nha. Và mình sẽ cho vào đây một ít muối. Món bánh khoái sẽ không sử dụng nghệ giống như là bánh xèo, mà người ta sẽ sử dụng một tí xíu nước màu dừa. Chỉ một tí xíu thôi nha, không có cho nhiều. Đó, một tí xíu thôi, cho cái màu nó hơi chuyển qua cái màu nhẹ một chút. Đó, thì nhớ là 250g bột gạo lọc thì khoảng 20 đến 30g là bột năng hoặc bột bắp. Và lượng nước mình sẽ sử dụng ở trong đây là khoảng 350 cho đến 400. Mình ngâm như vậy để cho bột nở ra. Và trong thời gian chờ bột nở thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu khác. Trước tiên là phần gan nè, phần thịt nè. Đó, những cái nguyên liệu như thế này mình sẽ bắt đầu chuẩn bị. Mình sử dụng ở đây là 100g gan heo. Thì gan heo này mình sẽ phải bầm nhuyễn hoặc là xay nhuyễn nó ra. Khi đó mình sẽ lấy cái phần này để làm cái tương chấm cho món bánh khoái của mình. Kế tiếp đó là phần thịt ba rọi. Mình cũng sẽ sắc mỏng nó ra để mình xào bỏ chung vào trong món bánh của mình. Tiếp tới là phần thịt nạc. Phần thịt nạc ở đây thì mình xay mình cũng có pha thêm một ít mỡ vô. Tùy mỗi gia đình mình sẽ có một cái lượng mỡ phù hợp. Nhà nào mình không thích ăn mỡ nhiều thì mình sẽ pha là khoảng 300g thịt nạc thì 100g mỡ. Rồi mình sẽ ướp vô đây nè. Một muỗng cà phê là hành tím băm, một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng cà phê hạt nêm, một ít tiêu và một tí xíu đường. Rồi tất cả những cái nguyên liệu này mình trộn đều lên chung với thịt. Mình trộn tất cả lại cho thấm nha. Nếu như trong trường hợp mà mình làm là thịt nạc mà mình không muốn pha thịt mỡ vì gia đình mình kiêng mỡ, cử mỡ gì đó, thì lúc đó mình sẽ cho vào đây khoảng chừng cỡ 1 đến 2 muỗng dầu ăn. Thịt sau khi trộn đều lên hết như vậy thì bắt đầu mình sẽ bắt một cái chảo lên. Mình vo từng cái viên thịt nhỏ vừa cho mỗi cái bánh của mình đừng để quá lớn. Rồi sau khi thịt mình ướp xong mình sẽ để vào trong đây và mình chiên từng cái cục thịt này lên. Sau khi thịt mình chiên nó cũng đã chín rồi thì mình sẽ gấp nó ra đây. Mình chiên như vậy thì nó sẽ thơm hơn. Tiếp đến là phần tôm, thịt này mình cũng sẽ xào luôn ở trong cái chảo này luôn. Cho vô đây một tí xíu hành tím. Sau khi thịt nè, tôm cũng đã vừa chín tới, thơm rồi thì mình sẽ lấy ra. Cái lượng dầu còn lại mình cứ để nguyên như vậy và mình xào thêm nấm rơm lên để cho chín. Nấm rơm thì thường nếu mà mình làm không chín hết hoàn toàn đó, mình ăn thì nó rất dễ bị làm cho người ta bị dị ứng. Nên là tốt nhất là mình cứ xào hết nó lên như vậy rồi mình bỏ vào trong cái nhân bánh, nó sẽ an toàn hơn nha. Bây giờ thì bắt đầu là mình sẽ cắt hẹ nè, cũng như là mình sẽ nấu cái nước mắm để chấm lên. Đây, cái lượng gan heo mình đã xay nhuyễn nó ra như vậy rồi. Tiếp đến mình sẽ cho vô đây một tí xíu dầu nè, tỏi. Mình xào gan lên. Khi gan đó đã chín lên rồi á, thì bắt đầu mình sẽ đổ nước vô mình nấu. Mình sẽ cho vào đây khoảng chừng cỡ 500ml nước, nấu sôi lên. Phần đậu phộng này mình sẽ đâm nhỏ nó ra.
và mình sẽ cho vô đây mình nấu chung luôn. Trong món này thì mình sẽ cần đến đó là tương bần. Mùi tương bần nó sẽ dậy lên và đặc trưng riêng của món này sẽ phải có. Nó sẽ tùy cái độ mặn của tương mà mình có thể cho ít hay nhiều. Rồi, mình sẽ nấu sôi phần này lên. Đậu phộng sau khi mà mình giã nhuyễn ra, mình cũng sẽ cho vào đây và nấu chung cho đến khi tất cả cái đậu phộng đó nó mềm hết hoàn toàn. Thì nước chấm này của mình nó sẽ hoàn tất. Và cái độ sánh này nè, mình sẽ lấy một ít là bột nếp, mình hòa ra và mình cho vô thì nó sẽ có một cái độ sánh. Và mình nêm vào đây một tí xíu đường để dằn lại cho cái vị nó vừa ăn lại hơn. Rồi bây giờ thì mình cho đậu phộng vô nè. Và khi cho đậu phộng vô mình vẫn phải nấu với lửa nhỏ cho đến khi đậu phộng mềm thì lúc đó nó mới ngon được. Ở trong này mình sử dụng gan á, nếu như trong trường hợp mình không thích là bằm gan sống như vậy hoặc là mình không mua được gan sống thì mình có thể sử dụng pate gan, mình cho vào đây và mình nấu chung cũng được nha. Bây giờ thì đậu phộng cũng đã mềm hết rồi nè, mình sẽ cho bột nếp vô đây. Bột nếp sẽ tạo độ sánh riêng cho cái món này của mình. Nhớ là mình sử dụng bột nếp sẽ ngon hơn nha. Đó, mình để cho nó sánh nhẹ lại như vậy thôi, đừng có sánh nhiều quá. Cái lượng này thì cô Minh đang sử dụng là khoảng 2 muỗng canh bột nếp là nó đủ cho cái lượng ngày hôm nay của mình. Rồi ở đây thì mình sẽ đánh trứng vịt ra nè, để mình đổ vào trong bánh này. Đó, nguyên liệu thì gồm có bột nè, rồi các loại nhân. Mình sẽ đổ cho trong cái chảo này một cái lượng dầu hơi nhiều một chút. Và mình sẽ cho vô đây nè, một con tôm, một miếng thịt nè. Giá và hẹ. Mình sẽ đậy nắp lại. Món bánh này nó có tên là bánh khói thì cũng từ cái là khi mà người ta đổ bánh ở trên bếp như thế này nè, thì một lần là người ta không đổ một chảo giống như ngày hôm nay mà bếp của mình làm đâu, mà một lần người ta sẽ đổ 5 đến 6 chảo. Thì lúc đó khói bay lên nghi ngút và người Huế thì sẽ gọi chữ khói thành chữ khoái. Nên là từ đó cái tên bánh khoái có từ những cái từ như vậy. Vậy là ta đã có được những chiếc bánh khoái đúng theo kiểu của người Huế rồi. Hy vọng là những cái clip như thế này thì các bạn có thể thưởng thức được những cái món ăn vùng miền của dọc miền đất nước Việt Nam mình. Cảm ơn Bob đã đồng hành cùng với bếp cô Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.